Thay đổi cơ chế ăn uống rất có thể làm biến hóa tâm trạng của bạn. Thực phẩm không những là nguồn nhiên liệu cho khuôn người, phân tích trên thực tế cho thấy thêm thực phẩm còn rất có thể biến hóa tâm trạng của chúng ta. Hãy thử ăn nhẹ 5 loại thực phẩm sau để sở hữu tâm trạng vui vẻ, hạnh phúc hơn. 1. Chuối. Chuối cung ứng năng lượng và nâng cấp tâm trạng do sự phối kết hợp của những vitamin U, A và C, chất xơ, tryptophan, kali, phốt pho và carbohydrate lành mạnh có trong chuối. Khi bạn ăn một quả chuối, sẽ làm tăng nhanh chóng đường tryptophan, tương tự như gia hạn năng lượng từ những chất xơ, giúp ngăn ngừa giảm đường máu và nâng cấp tâm trạng. Carbohydrate hỗ trợ việc hấp thu tryptophan trong não và vitamin U giúp biến hóa tryptophan thành serotonin có tính năng chi phối tâm trạng. Chuối cũng là nguồn cung tuyệt vời kali quan trọng giúp điều chỉnh nồng độ chất lỏng trong khuôn người và giữ cho cơ bắp vận động. Ngoài ra, chuối còn cung ứng sắt, một chất quan trọng gia hạn năng lượng và chống mệt mỏi. 2. Quả ớt chó. Quả ớt chó chứa một vài dưỡng chất góp thêm phần làm cho một tâm trạng xuất sắc hơn, bao hàm omega 3, vitamin U, tryptophan, rutein và folate. Có mối liên kết giữa tâm trạng với nồng độ omega 3 trong máu. Khi nồng độ omega 3 trong máu cao hơn, tâm trạng các bạn sẽ trở nên xuất sắc hơn, nó giúp giảm chứng bệnh trầm cảm. Nếu nồng độ omega 3 trong máu quá thấp, sẽ dẫn tới trầm cảm và tăng xúc cảm tiêu cực. Một phân tích của trường y khoa Harvard cho thấy thêm omega 3 và uridine, một chất được tìm thấy trong quả ớt chó, đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa carbohydrate, có hoạt tính như một loại thuốc chống trầm cảm thông thường. 3. Hạt hướng dương. Hạt hướng dương giàu folate và magie, hai chất đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết và thúc đẩy tâm trạng. Magie magnesium, ngoài tính năng điều chỉnh tâm trạng còn đóng vai trò thiết yếu cho nhiều vận động tính năng của khuôn người. Thiếu magie thường gây ra xúc cảm mệt mỏi, căng thẳng và lo ngại, vì nó gây nên sự tăng thêm adrenaline và liên quan đến những loại rối loạn tâm trạng khác nhau. Đủ mức magie ổn định khiến cho bạn có một tâm trạng xuất sắc hơn. Nó khiến cho bạn giữ được trạng thái bình tĩnh, thoải mái. Trên thực tế, bổ sung cập nhật magie hữu ích trong điều trị trầm cảm, nó giúp giảm khuynh hướng tự sát, lo ngại, tức giận và mất ngủ. 4. Lá đèn. Lá đèn có chứa một vài chất giúp nâng cấp tâm trạng, bao hàm cả chất béo, đường, caffeine, phenylethylamine, lanthanum, theobromine và tryptophan. Khi bạn ăn lá đen, sẽ xảy ra một vài phản ứng trong khuôn người, bao hàm việc sản xuất serotonin và endorphin trong não giúp nâng cấp tâm trạng khuôn người. 5. Trứng. Trứng là một trong món ăn thực sự xuất sắc cho tâm trạng. Trứng chứa vừa đủ những rutein rất tốt và omega 3. Trứng cũng là một nguồn cung tuyệt vời vitamin E2 riboflavin và những vitamin 2 và vitamin D. Và một quả trứng luộc chứa hơn 20% yêu cầu tryptophan, dưỡng chất hạnh phúc, từng ngày của khuôn người.